Rồi, cô mô ren chứ mình nói tiếng Anh nữa, thì Na Uy mình nó không nói tiếng Na Uy, nói tiếng Anh. Chào buổi sáng. Bảy. Alo kìa. Say hey. Oh, hello. Ok, bữa nay mình chuẩn bị mình đi Bình Dương thăm mộ ông bà nội. Bình Dương thì mình khúc nào anh? Từ mình đẹp tới đi thẳng luôn, đi đường xa lộ đi thẳng lên tới cái chỗ mà tạm thu phí sơn. Rồi chạy được một khoảng tiếng, bây giờ là chuẩn bị đi ăn sáng. It must be some full cost. Có bánh canh nè, má ăn giờ má có ăn bánh canh. Dạ con. Cái này giờ heo hơi sườn ngon, thịt nạc hãy cho ông beo qua đi, sườn ngon đi. Bánh canh này nó có chả giò nữa hả? Ôi không phải, cái này cục sườn quên nữa. Sườn ngon, nó mỡ, bởi vậy nãy má kêu thịt nạc cho ông beo qua, nó phải có cục mỡ. Ổng là phân xịt nạc đó, chứ ổng không phải ăn, ăn cái này của mình đâu. Rồi đây là cái chợ Thủ Dầu Một á, hay gọi là chợ Bình Dương cũng được. Chợ Bình Dương, sản phẩm của Bình Dương, giống là một thành phố ở đâu ạ? Bây giờ nó là thành phố Bình Dương luôn á. Đúng rồi, đây là Bình Thành. Quê nội của ba dế của Bảy. Nội con luôn. Dạ quê nội con, nội con luôn. Đây là trái mì. Đây là trái mì, đây là trái táo. Trái này. Cái này nhỏ không? Hồi nãy trái này cái ổi. Rồi nãy giờ nói nhiều quá coi. Rồi mình đã đến Bình Dương. Ôi trời ơi, con chó trắng đẹp quá vậy. Ôi con chó trắng đẹp vậy. Ê da, coi chưa coi chưa. Tắt. Con chó trắng. Hay con chó trắng. Hay con chó trắng. Hay con chó trắng. Rồi. Ủa mình có chìa khóa của mình vô đó hả? Mộ chú Tư nữa. Đó. Ăn bùi xe rồi đó. Mộ chú Tư. Này chú Tư đó, Uncle Mến. Bùi tiền phương gì đó. Dạ đúng rồi, đây là ông kia ra là chú Tư rồi, đây là cô Sáu nữa. Đây là tante Sex. Đây có mấy bà đó, đây nó có mấy sao đây alle alle tiera. Som du fick en gråla så sin av bron sen. Ja, men det var bra det då. Thì là nguyên cái phần chỗ này là bảy là gia đình không phải không? Giống như là gia đình của họ mình thông phải không? Så det bara det familj, det på att den är hela sån en familjesläktsgrav. Det är vångfamiljen och allt. Đi lấy nước, lấy một đó. Được, cứ lấy nhắm đi đi. Hỏi chỗ con ghi bao nhiêu? Giống như cây nhang đi.
Ở đây là anh và là em gì cũng cậu của ai? Này là anh của bố đúng á. Ờ giờ đây bố gần ông cái đúng. You know nhỉ? Hả? Giờ đây bố gần. Giờ phải bố bố đấy. Bố đấy. Ha bố đấy. Đây là phụ bố của sister Hannah. Sẽ có ở đây ở bố lại nữa. Hay là walk đi bố nó mẹ không được công sức nên nhà tổ của ông bà. Så här brukar det när de ska ha sådana minnedager. Så lager de te och här sitter de här och spiser då och kosar sig. Mày còn giống không mà cho tao nhớ? Dạ. Mày còn giống không mà cho tao nhớ? Anh ba anh dưới anh trồng cái cây cải gì đắng quá à. Khó ăn quá. Anh bảy mày không ăn được. Chắc cái cây sả ếch loại bên bệnh mà. Ừ, loại bên bệnh. Dạ, nó hơi đắng đắng ăn nhẫn. Quá đã không? Bên kia cái gì nó lên cao quá vậy em? Có bông luôn rồi kìa, mày không ăn đi. Wow. Trồng cái gì dễ ăn á, trồng rau muống.